Nào, làm tí skill up đi anh em ơi. Lâu quá không chơi skill up rồi. Vô làm tí skill up, đổi vận. Kiếm tiền mở box. Đợi tí. Mở hầm khác xem nào. Một nghìn nữa. Lỗ còn gì nữa. Lỗ ba lốp. Thử phát lại xem nào. Hô. Hô. Lời hai lớp nó tét. Chơi thử hòm 777 đi. Làm 5 hòm cho nó căng thẳng. Ê, lỗ nha. Lỗ nha. Lỗ 3 lớp à. Là một trận đấu xem nào. Skin lớp bị scam. À nhầm, scam lớp bị scam. Bú. Cho một tí nhạc cho nó sôi động. Oh yeah. Đừng. Đừng ra cái nào xịn cả. Đừng ra cái nào xịn cả. Đây là mình chơi chế độ Crazy Mode nha anh em. Ai ít tiền nhất là người đó thắng. Chỉ cần ít tiền là bú. Đấy. Nó có một cây màu chín 900 đô rồi. Đừng. Trời ơi. Đừng. Rồi xong. Scam. Scam. Măng thua. Đừng. Trời ơi. Ít nãy giờ rồi. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Trời ơi, tích đã đời. Giỡn nữa. Nhiều người xem đấy. Bú thôi. Quay, mở hầm mới này xem nào. Không phải không 27.
Ơ à, một găng này. Ây da, hầm mối bú thế nhờ. Upgrade đã. Thua nó thì thôi. Thua nó thì thôi. Nhiệm vụ gì đây? Phát nữa xem nào. Phát nữa xem nào. Cái địt. Má sợ cam thế nhờ. Lại xịt nó đi. Lại xịt nữa à. Còn lúc đó. Lừa đéo chơi nữa. Các bạn. Tao bán. Tao chơi cái khác. Ui. Phải cắt cức mà. Ba món luôn mà. Rồi luôn. Hòa vốn luôn. Lời một tí. Làm một trận đấu nữa. Ờ. Sao không có vẻ khả quan đấy. Rồi. Không thua. Hòa. Vẫn hòa. Xem đừng ra đồ xịn. Ừ. Đừng ra cái gì xịn cả. Sao trận này xem nhau ấy nhờ, giống cút quá ta. Không ăn thua. Vẫn hòa nhau. Đừng. Ừ. Đừng. Ừ. Mà quá không phải cây spray xịn. Có lẽ nào. Không ăn thua. Vẫn không ăn thua. Ờ. Đây rồi. Cách biệt khá lớn rồi. Hơn mình 1000 rồi. Giờ xui lắm mới thua thôi. Cách biệt khá lớn rồi, quá lớn rồi. Hợp lý đó chứ. Ừ. Ừ.
Vô một khúc. Vô một khúc. Còn cất. Nếu mà không ra gì là lỗ hai lớp. Còn ra là bố. Cảm ơn thua. Ôi tỷ lệ thấp thế. Hai phát nữa không ra gì, đói hòm anh em ạ. À. Hòm này không ngon. Hòm này không ngon. Hòm này thật sự không ngon. Ủa không ra gì thật ạ. À? Té rồi. Mới là chả ngon tí nào. Hồng One Piece. Hồng One Piece này ra cái gì? Hồng One Piece này có ra manga không? Thử chơi hồng này xem nào. Trong hồng này có vẻ tiến triển này. Khả quan hơn đấy. Trời. Phát nữa xem nào. Ui hòm này lỗ điên. Phát nữa xem nào. Mà hòm này tỷ lệ ra Butterfly khá là cao. Tôi đã bị lừa. Tôi đã bị lừa. Để mà ra được một cái cây mà hơn 500 là hơi khó nữa. Ây, vừa nói. Đấy, nó phải như thế chứ. Đấy, mình mở không ra gì đúng không? Mình sẽ quay về mình chơi cái này tiếp. Kiểu gì chả ăn tiếp. Đấy, đó là một lợi thế. À. Ôi trời ơi. Sao súng mình đắt thế. Ôi trời ơi. Thôi hỏng rồi. Ừ. Đừng mà. Tí thì cút. Gỡ được, đuổi được. Ừ. Xem nhau rồi đấy. Ừ ấy
ơi, nó có 1.200 vậy. Vẫn thua, vẫn không ăn thua. Nó phải ra một cây 1.000 nữa cơ. Ừ. Vẫn không ăn thua. Có. Rồi. No hope. Ây da, có hớp. Đuổi được ta. Trời ơi, lại cách xa nhau nữa rồi. Trời ơi, ra cây 2.000 nữa thì sống thế nào nữa. Ôi dồi ôi. Có. Có rồi anh em ơi. Ba mươi, ba ba ba. Mình đổi ra 20 đô. 500 điểm mà đổi được hòm Hanami này. Đổi hòm đi. Mua hết 30.000 điểm xem như thế nào. Ra dao là bú đẫm luôn. Nhiều điểm quá. Sáu mươi lăm hòm luôn mà. Vãi cả trường à. Chỉ cần ra dao là lời nha. Chỉ cần ra dao là lời. Ơ kìa. Lỗ. Biết thế chọn 20 đô anh em. Lỗ thế nhầm. À đây rồi. Cũng có tí lời đấy. Ở đây rồi. Cũng được ấy chứ nhỉ. Ở đây rồi. Hai cây liên tiếp rồi. Giao, 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 giao. Not bad. Không ngon. Má mới đầu nó nhả cho mình ăn không? Sao nó rồi chơi toàn thua. Đúng là scam lớp.
Sờ cam lúp. $300 à. Cũng được. Không ăn thua anh em ơi. Làm 5 hòm. 5 hòm này xem nào. Ho ho đù phải cặp biểu mà lần nữa đấy nào, tỷ lệ của này ra bao nhiêu vậy? Quay mát luôn mà. Ui. Đây là lần thứ hai mở ra là lo rồi đấy. Đéo tìm. Đấy, đấy, bắt đầu cứt rồi đấy, cứt rồi đấy. Quay, mình chơi thử cái battle cao xíu coi. Chơi vậy mới gọi là chơi nè. Chơi vậy mới gọi là. Trời ơi, đang là lo đi mà hai lần luôn. Cái đéo gì đây? Ôi trời ơi, thôi toan rồi. Phải liền ra hai cây lo luôn mà. Ba lo. Tuyệt vời. Nó ra toàn min. Ôi trời ơi. Ôi ơi. Anh em nhìn này. Một đống lo. Giỏi giả mang. Mẹ ra gần lo luôn chứ. Chịu rồi. Ê thử phát mới được. Phải thế chứ. À, ăn cũng phải nhả xíu chứ. Cứ ra min là được. Cứ ra min là được. Cứ ra min là được. Ừ, ra min cho anh. Ừ. Mà em cũ thi trả điện ngay. Của thiên trả điện ngay. Quay nhưng mà quả nãy nó ăn nhiều quá. Quả nãy là nó ăn hơi nhiều đấy. Ừ. Để xem đó, bỏ đã ăn bao nhiêu nha. Uầy, bỏ đã ăn 39 cơ mà. Phải cắt biểu. Test lại lần nữa xem.
Cứ min cho anh. Cứ min cho anh. À, đéo được rồi. À, đéo được rồi. Không ổn rồi. Lại đã lo này. Xui lắm mới thua, thật sự nếu thua được nữa rồi, không thua được nữa rồi. Thử phát nó coi. Đéo ổn rồi. Cũng được. Đang ngang tài ngang sức đấy. Ây da, hòa rồi. Ở đâu mình đang thua nó? Ở đâu mình đang hơn nó? Ây da, nó dẫn rồi. Mình đang ăn, mình đang ăn. Mình vẫn đang ăn. Đây rồi. Cái gì đây? Trời, sao ra cái 4.000 vậy? Trời ơi. Cú lừa thế kỷ rồi. Nốt, nope. Không được nữa thôi. Ây da. Xem đấy, cũng xem nhau đấy. Mày găng tay lắm thế. Ba cái găng tay này rồi. Tay rồi. Ôi đừng hầm cuối, đừng ra cái gì cả. Ừ. Tham phát không nhỉ? Tham phát không nhỉ? Đây rồi. Trên lệch 3 lớp. Không sao hết. Yeah, toàn min vậy. Ây da, đang min mà.
Ủa nó ra 4 cây này rồi. Trời ơi. Sao lại thế? Ừ. Đừng ra cái gì xịn cả, đừng ra cái gì xịn cả, đừng ra cái gì xịn cả. Ừ, bố. Rồi. Ăn mừng bằng phát này đi. Kết thúc là đẹp. Chơi nhiều quá nó cho thua đấy. Còn này điếm lắm. Đấy. Đấy 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 đấy. À bú. Cũng không bú lắm. Uầy, nâng cấp con này lên không nhỉ? Làm đúng phát xong off nè. Không này. Cái ốc này trời ơi, xuống xíu là đẹp. Ôi, quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Nghỉ thôi. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo. Bye bye. See you guys next time. Đấy rồi, bye bye anh em nha.